Có quá nhiều anh em cứ hỏi mình là anh ơi mua một con xe cũ mà đặc biệt dòng Passat thì nên lưu ý những gì? Đó thì mình sẽ quay clip hướng dẫn cho anh em cách chọn một con xe tay ga cao cấp, đặc biệt là dòng Passat, để anh em có thể chọn cho mình như ý nha. Chứ không thôi là tiền mất tật mang rồi là ngậm bồ hòn ngậm đắng nuốt cay nha. Rồi thứ nhất mình muốn nói với anh em là Passat thì ở ngoài thị trường xe cũ nhiều lắm. Anh em mua được những con xe mà người quen bán lại mà chính chủ bán nha. Đó, là tốt nhất. Còn nếu anh em bắt buộc anh em phải vô tiệm á, thì anh em lưu ý cho mình cái thứ nhất là đừng bao giờ tin cái số km đã đi nha, đừng bao giờ tin. 200.000 đồng thôi là chỉnh lại được hết nha. Rồi cái thứ hai, không xem mô đô vậy xem cái gì? Rồi bây giờ mình chỉ anh em. Trước tiên là anh em xem cái dàn áo coi nó có bị té ngã cấn móp không. Tất nhiên là có thể người ta thay dàn áo khác. Tuy nhiên dàn áo zin thì nó vẫn có những cái điểm hở, ví dụ lâu ngày lâu tháng thì người ta chạy, ví dụ như những cái điểm sức mẻ, ví dụ như đây nó hở nè, đây hở. Hở là chuyện bình thường nha, chạy mà qua những cái đường sóc nó hở là chuyện bình thường nha. Cái thứ hai nữa anh em xem giùm mình cái mâm nè, lâu ngày nó có thể có những cái vết gọi là chóc nước sơn. Cái này là mâm sơn sporty, người ta đã sơn lại và tất nhiên theo năm tháng thì nó bị chóc là chuyện bình thường nha. Sơn zin hồi đó là màu bạc đó. Cái thứ hai là anh em nhờ một người á để nhổng cái bánh trước lên, anh em quay thử coi nó có tiếng sột soạt và tiếng bể bị đạn hay gì không nha. Cái thứ hai nữa là coi cái này nè, nó có bị oan không nha, nó có bị oan hay không. Thường thường bánh trước ít bị lắm, nhưng mà bánh sau là bị nhiều vì bánh sau nó tải nặng hơn nha. Anh em xem giùm cho mình ở dưới cái lườn xe nó có một cái con ốc mà gọi là ốc xỏ ngang cái khung sườn. Đây, con ốc này nếu mà xe có đâm đụng té ngã hoặc là can thiệp nặng thì con ốc này sẽ bị mở nha. Con ốc này sẽ bị mở. Đó, con ốc này sẽ bị mở. Mình quay bên đây cho anh em coi nha. Đây là cái con ốc rồi bắt cái cốt máy nè. Cái con ốc này mà chưa có dấu hiệu can thiệp thì ok, mình vẫn tin tưởng được. Chưa hết nha, anh em soi giùm mình ở phía dưới nè, chịu khó nhờ người ta đẩy chiếc xe ra chỗ thoáng, anh em xem giùm mình ở dưới cái lốc nồi, dưới cái lốc máy nó trắng, nó không có dấu vết của đâm đụng té ngã hoặc là những cái vết nào đó nó bất ngờ, vết nứt cái gì đó thì ok nha. Rồi coi có cổ bô, coi xe sơn cổ bô coi nó có bị rỉ sét không. Nếu mà xe lâu năm thì rỉ sét là chuyện bình thường, còn cái cổ bô mà xe lâu năm mà cổ bô mới tinh thì người ta đã làm lại cổ bô rồi nha. Thì để coi được cái chén cổ thì có hai cách. Một là anh em mở cái ốp đầu này ra nha. Mở ốp đầu này ra. Thì mở ốp đầu này nhanh lắm, vòng có 2 phút là xong. Thì anh em mở cho mình hai ốc này. Nãy tại vì mình quay có một mình cho nên mình đã mở rồi nè. Giật ra nè. Đó, mình giật lên lấy ra cho anh em coi nha. Đây. Đó. Anh em nói người ta là cho mình coi con ốc của chén cổ nè. Đó, đây. Đây có ốc đây, đó có ốc mà ngay cái cổ này nè, nếu mà đâm đụng té ngã là nó sẽ có dấu hiệu của mở ra. Đó, cái này là có một cái dấu can thiệp vì người ta siết lại chén cổ nha. Có thể đi lâu ngày lâu tháng nó bị lỏng á, người ta siết lại hoặc là người ta làm lại cái bộ phận này cho nó vững hơn khi mà đi nhiều năm. Đó. Còn những cái chi tiết khác như đèn, còi hay là cái gì đó thì cái này thì dấu hiệu thời gian, không sao hết. Những cái con ốc mà ở cái bộ phận bơm ABS rồi nè. Nếu xe có ABS thì anh em coi mình sơ đi. Mấy cái bộ cảm biến ABS là bộ bơm rồi đó. Đó, rồi một số cái con ốc phụ nha. Trong đây nha. Rồi anh em soi giùm mình ở phía dưới này nè. Anh em soi giùm mình phía dưới này coi con ốc bắt phục này có được mở hay chưa. Đây, con bắt phục này chưa có dấu hiệu mở nha, nước sơn chấm của hãng vẫn còn nha. Rồi ở đằng này cái khung sườn chính của chiếc xe, khung sườn chính đây. Cái chỗ khóa cổ xe và những cái con ốc trong đó nó vẫn còn ok, không có bị dấu hiệu can thiệp nha. Còn cái nắp chụp nồi thì cái này là có dấu hiệu của dắt lùi xe và va vào cái gì trong nhà, không có sao cả nha. Cái này nó cũng chỉ chụp lại để cho giữ sạch, nhưng mà tuy nhiên thì trong quá trình vận hành thì anh em cũng cảm thấy rằng là nó cứ bị bụi cho nên người ta cũng mở ra vệ sinh thôi, chuyện đó bình thường nha. Rồi cái cách te này lâu ngày nó cũng dơ, vệ sinh nha. 20.000 cây thì ta thay luôn cái lọc gió nha. Rồi trong đây thì dây cu ro coi nó giãn chưa, 22.000 thay cộng dây cu ro khác. Bi nồi bố nồi mòn chưa, chuông ba càng gì đó, bố ba càng trong đó đó mòn thì thay thế thôi. Rồi cái đĩa thì anh em xem đĩa này có xước không nha, xước không nha, nó xước mà nó răng cưa thì anh em nên vớt lại cái đĩa, vớt là mài đó, gọi là mài nha, vớt là mài. Rồi bố thắng coi nó còn không, rồi nhờ thợ mở ra coi bố thắng còn không. Đó, thuộc này nhúng nó có êm ái không đó nha. Rồi những chi tiết mà nãy giờ mình hướng dẫn anh em coi như là cơ bản là như vậy. Rồi sau khi coi hết thì anh em đề nghị cái người bán xe cho mình chạy thử một vòng nhỏ, phải cho mình chạy. Người ta bán xe người ta phải cho mình leo lên chạy thử. Chạy không cần nhanh nha. Trước khi chạy thì anh em đề xe lên giùm mình. Đề xe. Đợi mình chút nha, mình dựng cái chân chống lại đàng hoàng cái. Oh, this one is going to be so easy. We're going to go across, one up, one down here. Look at him going. No, it buckled. No.
Rồi bây giờ mình sẽ chỉ anh em cái cách mà để kiểm tra coi chiếc xe nó có bị hở bạc hay là có vấn đề gì trong động cơ hay không. Thì đầu tiên anh em mở lên đề thử nha, đề cách cách để mà test chiếc xe cũ, đặc biệt là dòng SH thì anh em đề lên rồi anh em lắng nghe tiếng bô, anh em lấy tay anh em che cái lỗ bô một cái coi nó có đều không, nó đều, nó không có bị tắc, nó không có bị khựng thì ok. Rồi nhích ga nhẹ cho mình, nhích nhẹ thôi nha, không cần phải uốn 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 đâu, như thanh niên trẻ trẻ mà hay hay gọi là bố láo luôn nha, nhích ghẹ nhẹ nè, rồi nó quay bánh nhẹ đều xe, không có bị khựng, không bị chết máy, không có dấu hiệu gì tiến bộ bình thường. Và nhân tiện đó coi giùm mình cái mâm nó không có bị chao đảo, nó không bị quan là ok. Cho coi như test test cả hai rồi, test cả động cơ, test cả mâm rồi. Bây giờ lên một dòng xe chạy chạy nhẹ một dòng xe coi nó có bị sấp không, nó có bị quan, nó có bị nghiêng không, có bị chao đảo không. Đó đó là cách test xe nhé.